Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con trai đòi ra sớm hơn ngày dự sinh, Nhã Phương quyết định chọn bệnh viện này để vượt cạn. Mới đây, gia đình Nhã Phương Trường Giang đã hạnh phúc chào đón thiên thần thứ hai chào đời. Mới đây, Nhã Phương đã chính thức chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh cả gia đình chào đón thiên thần nhỏ. Người đẹp chia sẻ: hành trình này không mấy gian nan, vì Bi có gia đình, có chồng và mọi người yêu thương từ lúc mang thai đến tận lúc sinh em ra đời. Em đến với thế giới vào ngày 5 tháng 10 2023. Cảm ơn con đã đến với thế giới của ba mẹ và chị Destiny. Được biết, con thứ hai của Nhã Phương là một bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Hiện tại sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định. Trường Giang và con gái Destiny cũng đã có mặt tại bệnh viện để động viên Nhã Phương trong suốt quá trình sinh nở. Lần sinh con thứ hai này, Nhã Phương chọn một bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Here Care Site Team tại thành phố Hồ Chí Minh là nơi vượt cạn. Đúng ra còn mấy ngày nữa em bé mới đến. Thế nào mà sáng sớm 4-5 giờ đã gọi tôi dậy đòi ra đón bình minh rồi, lại đúng ngày ba sắp nhỏ bận công việc chứ. Trộm vía, nhờ có Vinmec mà món quà tuyệt vời nhất của tôi bình an và khỏe mạnh lắm. Chọn Vinmec đúng là không sai mà, nữ diễn viên chia sẻ. Dù có chút bối rối và bất ngờ khi em bé đòi ra sớm hơn ngày dự sinh, nữ nhân viên xinh đẹp đã có hành trình sinh nở khá nhẹ nhàng cùng với sự chăm sóc, hỗ trợ kịp thời của người thân và đội ngũ y bác sĩ. Gia đình diễn viên Nhã Phương Trường Giang đón thiên thần thứ hai. Em bé đòi ra đời sớm so với dự sinh, ba Trường Giang vội vã đưa mẹ em bé tới bệnh viện lúc 5 giờ sáng với sự túc trực, hỗ trợ sẵn sàng của ekip y bác sĩ ngay khi nhận được thông tin. Nhập viện lúc sáng sớm khiến mẹ Nhã Phương mệt nhoài thiếp đi sau khi được y bác sĩ Vinmec tiếp nhận và hỗ trợ. Bác sĩ trấn an và tư vấn cho mẹ Nhã Phương về bảo hiểm sinh học cho em bé. Lúc này nữ diễn viên đã được gây tê giảm đau và tỉnh táo trở lại. Và cuối cùng khoảnh khắc ấy cũng đã tới, giây phút chạm da thiêng liêng của hai mẹ con. Nhã Phương vỡ òa trong niềm hạnh phúc lần đầu tiên được ấp bé con nhỏ xíu sau hơn 9 tháng hoài thai đầy chờ mong. Mẹ Nhã Phương tại phòng lưu viện President Vinmec Cancer Park với đầy đủ tiện nghi cao cấp nhất để mẹ mau hồi phục và thảnh thơi chăm bé. Khoảnh khắc sum vầy của Nhã Phương Trường Giang. Phòng lưu viện President Nhã Phương lựa chọn có chi phí như thế nào? Phòng tổng thống, căn phòng xịn bậc nhất bệnh viện này với tất cả nội thất và tiện nghi được đầu tư theo tiêu chuẩn phòng suite của khách sạn, đầy đủ điều kiện kỹ thuật cũng như bác sĩ chuyên môn, đội ngũ y tá và bác sĩ túc trực 24/24. Phòng bệnh được trang bị máy móc kỹ thuật hiện đại với phòng tắm riêng. Phòng ngủ cho người nhà riêng trang bị giường nệm, tủ, quần áo, phòng tắm riêng bên ngoài và một phòng khách với salon lớn. Hoa tươi được bệnh viện thay hàng ngày. Nhiệt độ phòng được đặt ở chế độ ổn định và có máy lọc không khí để đảm bảo môi trường trong lành. Phòng ngủ dành cho người thân ở lại qua đêm tách biệt nhưng vẫn đủ gần để trông người bệnh. Toilet riêng, tiện nghi, có bồn tắm đứng và bộ sử dụng nhà tắm đầy đủ như ở khách sạn. Phòng đơn tổng thống có giá 23 triệu trên một đêm, gồm giá giường, chi phí chăm sóc của bác sĩ, điều dưỡng và bữa ăn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.